chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023, bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết đối tác chiến lược giữa Pan Services Việt Nam và Propel Integrated Singapore. Đây là khởi đầu để hai bên cùng hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế và cộng đồng. Pan Services có bề dày 30 năm với đội ngũ quản lý kinh nghiệm trong lĩnh vực làm sạch. Trong khi đó, Propel Integrated Singapore cũng có gần 25 năm trong lĩnh vực IFM, tức là quản lý tiện ích. Hai bên sẽ cùng nhau khai thác thế mạnh để mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với thị trường Việt Nam, đem đến cho khách hàng nhiều giá trị cộng thêm, nhiều sự tiện nghi, nhiều trải nghiệm mới. Trong đó, khách hàng được sử dụng dịch vụ trọn gói, bao gồm cả làm sạch, bảo dưỡng bất động sản và IFM do hai công ty cung cấp. Để ký kết đối tác chiến lược ngày hôm nay để chúng tôi khẳng định thương hiệu vững mạnh trên thị trường là cơ hội để chúng tôi phát triển dịch vụ mới và đa dạng hóa ngành nghề và đánh dấu một sự kiện Ban Service ký kết hợp tác với công ty quốc tế. Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược lần này để hai bên cùng nhau triển khai và phát triển dịch vụ IFM phù hợp với thị trường Việt Nam, mở rộng phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường.